giờ chuẩn bị mình cho người mướn người bẻ thanh long, hái thanh long. Mày muốn bị khai trừ hay sao vậy? Sấy nó, đừng có bẻ kiểu đó, sấy. Twist it. Xoáy nó, một tay vịn cái trái, một tay vịn cái nhánh, xoáy, xoáy vòng cái trái thôi. Để kêu đó là để không được lâu đâu. Muốn để lâu rồi, bẻ xoáy nó, khỏi cần vịn cái nhánh thử rồi, trời ơi. Phải khai trừ cái người này với người khác. Còn tươi không? Nè, xấy nó thôi. Đâu cần mà cầm nhánh chi. Ô, cái trái này nó sát với cái này quá. Phải sát quá, lớn mỏng. Đừng có để vô áo kìa. Đúng sao còn mấy trái. Có được một rổ thanh long xong một mùa. Bên đây có cái bọc. Cái này này. Nhà lý tưởng của mình đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái gì trời rất là đẹp. Trời trong mây xanh.
thanh long chùi lủi. Hẹn gặp lại năm sau. Mình cũng đi luôn. Vợ đi thì mình cũng đi.